không một ai bị bỏ lại phía sau. Đó là tinh thần của ngày hội Nghĩa tình quận 1, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra thường niên mỗi khi tháng 7 đến. Tháng của những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, có công, hướng đến kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây cũng là dịp thực hiện những sẻ chia thiết thực đến các hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn quận. Đây là lần thứ 7 ngày hội Nghĩa tình quận 1 được tổ chức. Những phần quà thiết thực, hỗ trợ đời sống, tiếp thêm tinh thần cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, những em bé mồ côi vì Covid. Được tặng xe đạp, bà Lan không khỏi xúc động vì từ nay không còn phải đi bộ để bán vé số nữa. Cố gắng để vượt lên chính mình để mà có cái sự mà cảm tạ cô bác, anh chị em đã giúp đỡ cho mình, phải cố gắng đi vượt lên. Gia đình tôi được thoát nghèo nhưng mà chính quyền địa phương vẫn còn coi như có cái sự quan tâm, ví dụ hàng năm lễ lộc hay cái gì đó cũng có quà cáp, cũng có cái hướng dẫn cái cách mình để làm ăn. Những gian hàng rau sạch, thủ công, kết cườm, gian hàng giới thiệu sản phẩm xanh càng khiến cho không gian ngày hội trở nên sinh động, ấm áp. Mỗi năm thì đều nhận được cái sự quan tâm, ủng hộ rất là lớn và đồng thuận rất là lớn của người dân trên địa bàn, đặc biệt là các cái cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Thì qua đó thì cũng thấy rằng là với cái một cái chương trình nó có hết sức là ý nghĩa đó, thì người dân thì rất là quan tâm. Của ít lòng nhiều, sự cho đi không bao giờ là đủ, nhưng hẳn với những món quà, lời động viên thăm hỏi, ngày hội Nghĩa tình quận 1 đã giúp cho người dân cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Thưa quý vị, cắt tóc miễn phí này, rồi gian hàng quần áo không đồng, tư vấn pháp luật miễn phí, rất là nhiều những hoạt động ý nghĩa nhân ngày hội Nghĩa tình quận 1 và cũng đã phát huy được tinh thần của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, đó là thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình với rất nhiều san sẻ và yêu thương lẫn nhau. Từ đó tiếp thêm động lực cho người dân quận 1 cũng như thành phố Hồ Chí Minh cố gắng phấn đấu hơn nữa để mà vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.